Chào mừng các bạn đã trở lại với buổi học thứ ba. Hôm nay ta ôn lại buổi học thứ hai một tí. Buổi học thứ hai của ta là cái bài là cẩn thận khi ngăn không gian mới. Thì có nhớ gì không? Nhớ không? Nhớ phát biểu thử. Rồi tiếp theo là ánh sáng trong phong thủy, thì ánh sáng lần trước mình học là như thế nào là tốt. Thì bữa đó thì mình học là nhớ là ánh sáng là ánh sáng tự nhiên, nhưng mà không nên để mà là căn phòng tràn ngập ánh sáng chiếu chiếu vào hoặc cái thứ nhất. Cái thứ hai là tránh những cái ánh sáng mà phản chiếu được, là nhà chiếu được chiếu chưa những cái lưỡi dao cắt như đó. Một căn nhà quan trọng nhất là thường là có cái câu là môn chủ táo. Môn là cửa khí, chủ là phòng của chủ nhà hoặc là gia chủ, táo là bếp. Rồi ta tiếp theo bài 44, sức phá hoại tiềm ẩn của di vật người quá cố. Di vật của người quá cố tức là cái đồ của người đã mất đi hoặc là một cái đồ cổ. Thì có hai lý do, một là mình mua căn nhà, mình thuê căn nhà người ta để lại, hay là mình đi sưu tầm đồ cổ. Con người của mình với một cái món đồ gì mình quý thì ít nhiều có ám cái khí của cái người đó vào cái món đồ. Ở đây cái món đồ càng lâu càng có giá trị thì nó càng nguy hiểm, có nghĩa là cái khí trường của cái người đó. Nếu mà bây giờ mình mua một cái đồng hồ đắt tiền, mình mua cái vật đắt tiền mà mình đeo lại, thì nếu mà cái món đồ đó của cái người mà đang may mắn xài thì mình sẽ được may mắn, còn người đó cái vận không may thì mình cũng lấy cái vận không may thôi. Đồ càng mình đi sưu tầm đồ cổ, đồ càng cổ thì mình không biết cái nguồn gốc cái đồ đó là từ đâu, có thể là bị nguyền rủa. Thì cẩn thận khi để đồ cổ, đồ cũ của người đã mất trong nhà của mình. Có một cái trường hợp là cái anh đó, anh rất là thích một cái nón rất là xưa, anh rất là thích, anh mua về, anh mua từ đồ cũ với lâu lâu anh lấy ra anh treo vậy đó. Mà mỗi lần anh đó anh treo á là anh nằm mơ anh thấy rất là nhiều việc. Mà anh này á là cái anh cất vào cái tủ thì nó không sao, mà cái sự việc này anh thử đi thử lại 3-4 lần nó đều lặp lại như vậy hết. Thì mình ở đây là một là cái khí trường của cái phòng ngủ của nơi của anh ta, hai là cái vật đó nó tạo nên. Nhà ở nên treo nhiều ảnh cưới. Cái này anh có làm một cái video nhà ở nên treo nhiều ảnh cưới. Ảnh cưới là thời khắc hạnh phúc của hai vợ chồng và của gia đình. Rồi treo ảnh cưới đại diện cho cái gia đình đó có một cái sự đầm ấm. Treo nhiều ảnh cưới gọi là tốt thôi. Thì tốt nhất là nên treo ở Tây Bắc hoặc Tây Nam. Tây Bắc là nam gia chủ, Tây Nam là nữ gia chủ. Tranh ảnh rất là dễ ảnh hưởng trong phong thủy. Mình treo ở Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, mà mình treo một bức ảnh một cô gái nóng bỏng thì đó là đào hoa sát, đại diện cho người nam gia chủ có thể thích một người bên ngoài. Tương tự ở góc Tây Nam, nữ gia chủ mà mình treo một cái bức tranh nam minh tinh đẹp đẽ tuấn tú hay là ở trần hay là cái gì đó thì cũng đại diện cho đào hoa sát. Trong nhà hạn chế treo ảnh tôn giáo nhiều. Treo ảnh tôn giáo nhiều, mình có một cái sự riêng tư riêng. Treo ảnh tôn giáo nhiều ít nhiều ảnh hưởng đến cái cảm giác, cái suy nghĩ và tình cảm của hai vợ chồng. Cái đó là không còn một cái gì gọi là riêng tư nữa. Muốn có con trai mà muốn có mau có gia đình, mau có đối tượng hôn nhân á, thì treo một bức ảnh nữ minh tinh vô hướng đông, con trai lớn hướng đông, con gái lớn hướng đông nam, cũng dựa vô cái phương pháp này. Còn nếu mà nói về mệnh khuyết á, ví dụ là con trai lớn, bản thân con trai lớn là cần kim, thì tại hướng đông treo một cái bức tranh con gà con khỉ là kim, núi Phú Sĩ là kim, dựa vô từng thành viên của trong gia đình, nếu mà thành viên đó phân biệt rõ ràng. Tất cả thì ưu tiên bên trái rồi đến bên phải.
mình nằm theo hướng mình nhìn ra thì lúc nào cũng là thanh long trước rồi đến bạch hổ. Giữa thì không sao, cẩn thận nó rớt xuống đầu. Nói chung trên đầu mình nằm thì sát đầu thì không nên có gì trên đó hết, cái cảm giác của mình không an toàn. Nghiên cứu phương vị đặt giường. Rồi, phương vị đặt giường này có hai phần, phần loan đầu và phần lý khí. Phần loan đầu thì theo thông thường thì sau lưng có điểm tựa, trước mặt và bên hông không nên có bất kỳ loại cửa nào xông vô. Nếu mà có cửa sổ thì khi ngủ cửa sổ phải đóng lại. Nói chung là có một cái cảm giác nằm chắc chắn và an toàn. Rồi, phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi thì càng kín càng ít ánh sáng là càng tốt. Một ngày ta ngủ 8 tiếng trên chiếc giường của mình. Ai cần kim thì chiếc giường bằng kim loại. Giường là đa số là bằng gỗ, là bằng mộc. Nhưng mà ra gối trải giường thì theo cái màu mệnh khuyết của mỗi người sẽ dễ chịu, sẽ phù hợp. Hai vợ chồng cần hai cái ngũ hành khác nhau thì cái ra giường xài cái màu chung cung. Còn cái áo gối ôm, áo gối nằm hay là cái mền thì có thể xài riêng. Nếu mà ai dùng giường ngủ á thì ở dưới giường không nên để bất kỳ một cái gì dưới giường, gọi là để tạp vật. Thì những cái người mà sinh những cái tháng thổ, có thôi, thổ là gì? Thổ là đồ đạc cũ, bụi bặm. Thì những cái người sinh vào cái tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có thói quen là gom đồ đi cất để dành mà không có xài, và nhất là nhét đồ xuống dưới gầm giường. Đó là cái hiện tượng không tốt. Mà những người có cái bát tự mà thổ dày á thường là thiếu ngăn nắp. Nếu mà mình có tín ngưỡng thì ngày mình đặt giường thì mình nên chọn ngày lành. Mình nên chọn ngày lành, có nghĩa là cái ngày đó là cái ngày suôn sẻ để mình có một cái giấc ngủ ngon. Nếu mà mình không chọn ngày mà mình muốn chọn lại ngày khác thì chọn lại một cái ngày đẹp khác, xê dịch cái giường, chuẩn bị ra giường đồ sẵn, xê dịch cái giường, xê dịch lại. Đó cũng là xem là cái cách mà chọn lại ngày để đặt giường. Về phương hướng giường, phương hướng giường thì nếu mà ta kết hợp với huyền không phi tinh thì nó rất là tốt. Có nghĩa là chọn ngay cái cung vị tốt của cái tọa độ ngôi nhà, của cái lá số ngôi nhà đặt thì mình ngủ á. Nói chung là cái góc tốt của cái huyền không vi tinh thì mình nên ngủ, nghỉ ngơi, làm việc, đọc sách, đặt cái sắt hay là cái gì đó. Nếu mà không chọn được cái đó thì trong một cái tên gọi là chọn theo vị trí phúc nguyên. Chọn theo vị trí phúc nguyên thì nói đơn giản như là tam hợp đi, không biết có trong đây không, nằm chăng nào không nhớ. Phúc nguyên có nghĩa là tuổi Thìn thì chọn thân Tý Thìn, mình tuổi Thìn thì mình chọn hướng Tý hoặc là hướng thân, thì đó là vị trí phúc nguyên giúp mình ngủ ngon hơn. Rồi Tý thì chọn thân Thìn, rồi thân thì chọn Tý Thìn. Thanh là Tuất hả? Dậu hả? Dậu thì chọn Dậu thì tam hợp có thân Dậu Tuất hoặc là Tỵ Dậu Sửu, thì cũng là gọi là tam hợp. Chọn hai cái vị trí kia. Mà vị trí phúc nguyên thì hơi khó chọn trong cái bố cục ngôi nhà mình. Nếu mà tính theo cái đơn giản Đông Tây Nam Bắc, hoặc là tính theo 24 sơn thì nó có 12 con giáp. Mình chọn cái con giáp mà theo cái mệnh khuyết của mình nó vẫn được. Ví dụ là khuyết thủy thì chọn Tý hướng Bắc, còn nếu mà mình chọn theo góc, theo Đông Tây Nam Bắc, theo 8 hướng á, thì Bắc là thủy, Nam là hỏa, thì có nghĩa là cái đầu mình hướng về hướng đó cũng là một cách tính, nhưng mà tốt nhất vẫn là theo huyền không phi tinh. Đúng rồi. Khi ngủ cũng như giống như khi làm việc là bên trái nên cao hơn bên phải. Bên trái có tủ, bên trái có tủ cao, hoặc bên trái có cửa vẫn được, bên phải nên thấp. Tất cả ngồi làm việc hay là cái gì nó cũng vậy. Chân trên đầu nằm không có xà, không có gì hết. Ở dưới của cái giường, tầng dưới của cái giường không nên có cái bếp đốt người ở trên, hỏa thiêu tâm trạng. Tầng trên không nên có nhà vệ sinh trực xung với cái giường á, còn nó lệch qua thì không sao.
Kỵ nhất là giường đằng sau là cửa sổ, giấc ngủ dễ mộng mị. Nếu mà cái đèn chiếu xuống chân cũng là một cái hiện tượng không tốt. Nếu mà mình nằm ngủ á, cái đèn nó chiếu ở trên, có cái đèn mà nó chiếu xuống chân, chiếu xuống bụng trở lên thì không sao. Có một vấn đề phổ biến là người ta dùng giường thì hai bên có hai cái tủ đầu giường. Hai cái tủ đầu giường vẫn là không sao, nhưng mà vấn đề là nếu mà hai cái tủ đầu giường mà để hai cái đèn ngủ màu vàng, cái năm nào mà sao nhị hắc nó bay vô là hai cái bóng đèn vàng nó sẽ thành, nó kết hợp với lại khí và loan đầu, thì cái sự việc xấu nó tăng lên. Hai bóng đèn vàng, vàng là hỏa, bóng đèn vàng là hỏa, bóng đèn trắng là ánh sáng của kim thủy. Thì bây giờ xài đèn gì? Xài đèn LED. Rồi còn một trường hợp mà ít ai để ý, khi mà mình tắt đèn đi ngủ, mình kéo rèm lại rồi, ánh sáng bên ngoài nó vẫn rọi vào. Đây được gọi đúng tên, được gọi là không có trong cuốn sách này. Đây được gọi là nhật dạ hung quang, trước sau cũng chuyển nhà. Có nghĩa là ánh sáng đèn đường á, bên ngoài nó hắt vô nhà quá mạnh đi, dù mình kéo hết rèm, mình tắt hết đèn rồi, đây là hiện tượng không tốt. Tại vì khi mà mình ngủ, cái cơ thể của mình á, nó thật là tỉnh, nó không tiếp thu được ánh sáng mạnh. Nhật dạ hung quang là một cái quẻ của ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Giống như có một câu là đứng từ cửa trước thấy cửa sau, chân mắc bệnh. Đứng từ cửa mà thấy tút cửa đằng sau luôn, là hai cái luồng khí nó vậy nè, là chân dễ mắc bệnh. Phương vị lên xuống giường, nếu mà mình tìm theo cái hướng tốt đơn giản, là hướng tốt theo cái mệnh khuyết, cái người sinh mùa xuân thì cần kim thì bước xuống giường hướng tây hoặc là tây bắc. Hướng tây bắc và hướng tây là kim. Người cần mộc, sinh mùa thu, người cần mộc thì bước xuống giường hướng đông, hướng đông nam. Rồi hướng nam là hỏa, hướng bắc là thủy. Rồi đó là cách tính đơn giản, nhưng mà tốt nhất vẫn theo cũ cung phi tinh của lưu niên, là của mỗi năm. Bước xuống giường của hướng tốt. Tốt hơn nữa là cái bài trước đã học là cũ cung phi tinh của tháng, kết hợp giữa năm và tháng. Đó là vị trí bước xuống giường. Ngủ dậy, ngủ nệm, ngủ gì, ngủ chiếu, ngủ gì, bước dậy mặt hướng về hướng đó vài giây rồi đứng lên đi, là ngày đó dễ có tiền hơn. Nhiều người nói là tôi quen xuống hướng này rồi, tôi không có xuống hướng kia được. Thì quan trọng là người ta đã đưa cho mình, khuyến nghị cho mình cái cách để mình có cái vận trình tốt hơn. Còn cái cách nào là mình cố gắng mình thay đổi nó, đặt đôi dép, kê cái ghế để mình lệch đi, từ từ nó sẽ thành một cái thói quen. Có nghĩa là 1-2 ngày đầu nó không quen, mà từ từ sẽ là thành một cái phản xạ tự nhiên. Có những trường hợp là cái phòng quá nhỏ, đặt cái giường quá to, xuống là chỉ có một hướng thôi, không có lựa chọn nào khác hết, mà cái hướng mình muốn là nó đâm đầu vô tường thì nó bị cản đà rồi, nó cũng không hợp lý nữa. Nên mình phải cân đối giữa cái cũ cung phi tinh của năm và cái nơi của mình ở. Thì cái bài xuống giường này nó liên quan đến kỳ môn độn giáp. Là hồi xưa khi mà binh sĩ xuất trận, chọn ngày giờ để xuất trận. Hồi xưa là gia các lượng bấm tay là biết cái giờ đó, mấy giờ có gió, có mưa, từ hướng nào, để lựa chọn cái binh pháp hợp lý. Gió từ kia về hướng mình chơi hỏa công là mình toi rồi, gió nó bật ngược lại. Cần hỏa có thể đặt tivi trong phòng ngủ, những thứ có nhiệt là hỏa. Mỗi ngày mình về mình cắm một chiếc điện thoại vào, đó là một ít hỏa, nhưng mà một đống thiết bị điện đó là một đống hỏa, mà đó đây không phải là hỏa tốt. Rồi tivi đại diện nó ở xa của mình, tivi đại diện cho hỏa, thì bất luận thế nào thì thường là nó không có tốt. Để tivi trong phòng ngủ dễ mất tập trung hơn, coi khuya hơn.
Nếu mà cần kim thì có thể đặt tủ lạnh, nếu mà tủ lạnh xịn, tủ lạnh êm thì có thể đặt tủ lạnh trong phòng ngủ mà đừng ở sát mình là được rồi. Nếu mà đặt tivi thì cũng không nên, nếu mà tivi thấp mà không có treo quá thì không nên đặt ở cuối giường ngay cái chân của mình, nó chỉ chân của mình, mà nên đặt lệch nó qua. Còn treo trên tường thì không có sao, nó chỉ nó là chiếc gương mờ, khi tắt không sử dụng nó sẽ chiếu ngược lại vô mình. Bài 57, đặt kết an toàn vào tài vị. Anh có một cái video trên kênh kết an toàn, nhà ai khá giả thì có một cái kết sắt, còn không khá giả thì có một cái hộp đựng tiền, đựng trang sức, vẫn tính là cái nơi cất tiền. Thì cái khẩu quyết đầu tiên là không nên để nơi lộ sáng, có nghĩa là cái nơi để cái két sắt á là phải là kín đáo. Rồi kế tiếp cái gì, tài vị dựa vào hai cách. Thường á là có một cách tính tài vị đơn giản, đây là phòng khách của căn nhà thì từ ngoài vô góc 45 độ. Huyền không phi tinh số 8, nơi có số 8, nơi có quẻ số 8. Còn đơn giản hơn nữa là cửu cung phi tinh, số 8 bay vào của năm nay, số 8, số 9 nó vẫn được, hai sao tốt bay vào, đặt ngay cái vị trí đó. Thì ở đây cái két của mình đặt cái vị trí đó mà nên là bên trong của cái một cái tủ lớn, nó sẽ là an toàn. Anh đi coi nhiều nhà, bước lên thấy cái két đặt ngay đó, đặt ngay trong phòng ngủ mà đối diện với cái cửa sổ, két này không có tiền hoặc là tiền vô ra rất là nhanh. Thì khách nói đúng rồi, để nơi lộ sáng, cái vật quan trọng để nơi lộ sáng. Những nhà giàu có họ thiết kế một không gian bí mật. Mình hay coi trong phim á, mình đi vô mình thấy cái phòng bình thường nhưng mà có một cái cửa ẩn bên trong, thì đây là cái vị trí thích hợp để đặt cái két sắt, một không gian bí mật. Tóm lại thì mình tránh để những cái đồ đạc lặt vặt, những cái gì mà hôi thối, những cái gì mà có vi khuẩn mất vệ sinh ở cửa chính. Cửa chính là cửa khí, cửa chính là quan trọng nhất của cả ngôi nhà. Thì ở đây là cửa mình càng sạch càng thoáng càng tốt. Nếu mà để tủ dài đó thì, nếu mà để dài thì nên có tủ. Còn dài mà để đi mình vào mình đi ra ngay á, thì thường có một cái nguyên tắc là dày nên quay ra. Nếu mà mình để xung quanh ngôi nhà thì một là mất vệ sinh, hai là nó phá hỏng cái cửa khí của mình. Thì quan trọng nhất là cái cửa chính, cửa chính của từ cổng hoặc là cửa chính vào phòng khách thì không nên chất chứa đồ đạc. Cái việc này nó cũng tương tự như là không để nhiều đồ đạc trên cầu thang, nó cản cái khí lại. Này, nói chung là tất cả nên gọn ghẽ sạch sẽ là tốt. Một ngôi nhà mà đồ cũ quá nhiều không thể nào mà dùng phong thủy để cải thiện được. Đồ cũ chất ngổn ngang, cái đó là nó bị bích khí à. Người sống trong nhà quen với cái mùi đó, quen với cái khí đó thì họ không cảm nhận được, nhưng mà người bên ngoài bước vào sẽ cảm nhận được ngay. Cũng không tốt. Kỵ nhất là những cái đôi giày để rất là lâu mà không mang, vẫn để đó. Cái điều xấu nhất là giày dép thuộc mộc, giày dép cũ là mộc xấu xí. Để vào cái nơi mà có tam bích bay vào thì nó càng xấu hơn. Tam bích là kỵ mộc. Đồ chơi tạo ra cạm bẫy phong thủy. Đồ chơi thuộc gì? Đồ chơi đa số bằng nhựa, trừ đồ chơi bằng gỗ. Đồ chơi đa số bằng nhựa, đúng không? Bằng nhựa là thuộc mộc rồi. Nhưng mà đồ chơi có pin, có nhiệt là thuộc hỏa. Xe hơi, súng điện tử, khủng long phun lửa, chiếc xe màu đỏ nữa. Một chiếc nhỏ đó không sao, mà một đống chiếc đó là có, nhìn vô là thấy hỏa. Búp bê thuộc gì?
Thì trong đây có phân tích, nói chung là sau khi chơi đồ chơi xong thì nên bỏ vô một cái hộp, một cái tủ đóng lại thì nó sẽ không vấn đề. Cái gì mà không có lộ ra thì không có phát sinh. Thú nhồi bông thì con thú đó hình dạng của con gì thì nó thuộc cái ngũ hành đó. Con thú, con thỏ, con mèo, con hổ là mộc, con chuột, con dơi, con heo là thủy. Những đứa bé cần thủy có thể, bé gái cần thủy có thể dùng hình tượng của chuột Mickey. Còn con trai cần thủy thì dùng cái gì? Batman, người dơi. Cần mộc thì mèo Doraemon, mèo Hello Kitty. Cần kim thì có thể gì? Iron Man. Mình hiểu chưa? Có nghĩa là ý nghĩa, những cái này là tính chất rồi, hình tượng hoặc là tính chất. Xử lý các đồ lặt vặt trong nhà cũng tương tự như cái bài mà đừng phá hỏng cửa khí. Đồ vật trong nhà thì đầu tiên kỵ nhất là cái đồ mà có thể gây bốc mùi. Cái đồ thứ hai là cái đồ máy móc. Bất kỳ những cái gì mà không xài để lâu ngày nó là tạp vật. Tạp vật đây là thổ. Tạp vật mình tạm hiểu là thổ. Mà để đồ vật tạp vật nhiều quá mà có nơi có cái sao số 2 và số 5 bay vào nhị hắc và ngũ hoàng thì nó ứng nghiệm với cái căn nhà đó. Bình thường sao 2 sao 6 bay vô cũng chưa chắc ứng nghiệm. Nó phải kết hợp với cái loan đầu. Thì nếu mà có đồ vật cũ ở đó thì nó càng dễ hơn. Hoặc là sao số 2 số 5 bay vào mà ở đó có cái thùng rác. Thùng rác càng to thì càng dễ ứng nghiệm. Càng to thì làm biến thay. Cái thùng rác đẹp thì mình nhìn vô nó có cái vẻ là không để ý, nó có mỹ quan. Cái loại đồ thứ ba là mua về không bao giờ xài. Mua sưu tầm, mua để dành. Rác ở trong nhà càng nhiều thì đại diện cho khả năng chiêu tài ngày càng kém đi. Thì những người lớn tuổi có cái sở thích là không dùng vẫn để đó. Mình anh mỗi lần đi coi mỗi căn nhà thì gia chủ nói là ông bà nói cứ để nó đi, mỗi lần dọn dẹp là đã thanh lý nhiều lắm rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều. Thùng rác nên để hướng thổ. Thùng rác đúng ra là để bốn hướng thìn tốt sửu mùi, đó là bốn hướng thổ, để bốn hướng đó là không ảnh hưởng bất kỳ cái vấn đề gì. Đó mà cái sao số 2 số 5 nó nhảy vô là đó là bốn cái nơi an toàn nhất. Nếu mà có thùng rác mình bự và mình ít thay. Nếu mà có thùng rác mình nhỏ thì nó sức ảnh hưởng nó không có. Nói sơ về bài 66 luôn. Nói chung những người cần hỏa là nuôi rùa. Trên cái mai rùa là cái bát quái. Ở đây có một cái ý nghĩa rất là quan trọng thì các bạn có thể về đọc, tự tìm hiểu thêm. Nhưng mà ở Việt Nam của mình rất là hiếm người nuôi rùa. Nuôi rùa đặt cái chuồng rùa ở đó hoặc là thả rùa đi vòng vòng trong nhà gì vẫn được. Đối với người cần hỏa. Nuôi chó cần phù hợp với bát tự. Những người sinh vào mùa cuối năm, những người dư kim hoặc là dư thủy, sinh vào mùa thu dư kim, sinh vào mùa đông dư thủy thì nuôi chó khá là phù hợp. Thế thì con chó màu gì? Con chó nó là thổ hỏa. Chó màu trắng xám là nó có pha kim trong đó. Chó màu đen là có pha thủy. Chó màu vàng mà càng to thì rất là nhiều hỏa. Ở đây là cái nguyên lý. Càng to mình cần một cái con chó, mình làm một cái tượng con chó thì cái tượng trên bàn nó là hình tượng đó, nó vẫn là ngũ hành đó, nhưng mà nó không thể nào bằng một cái con vật chạy nhảy trong nhà. Mà mình đặt cái tên chó mà thuộc hỏa nữa thì nó càng nhiều hỏa. Mới đi coi mồi cho một cái anh đó cần mộc. Anh cần mộc cho anh nuôi mèo, nuôi thỏ. Mà anh lên cái trang của tôi anh xem đi, nếu mà anh đặt cái tên con mèo đó mà thuộc mộc nữa thì nó rất là nhiều mộc.
những người sinh vào mùa hè thường không có thích hợp nuôi chó, và những người sinh vào tháng Tuất, nhằm khoảng tháng 11 dương lịch đó, nó tùy năm, cũng là cái người kỵ hỏa thì cũng không nên nuôi chó. Nếu mà mình nuôi nó mà mình không ở thường xuyên chơi ở gần nó thì cũng không có sao. Và cái bí quyết là cái gì? Cái bí quyết là mình nuôi chó mà cái chuồng chó của mình để ở đâu nó cũng có thể ảnh hưởng. Chó nó là Tuất, để nó ở hướng thìn là thìn Tuất xung với nhau, để nó ở hướng cần hỏa thì cái góc đó nó sẽ kích lên tốt hơn, để nó ở cái cung số 2, số 5 là Toi. Bây giờ có một cái cách, một cái phương pháp kích tài khố. Người sinh vào mùa đông nên nuôi mèo. Thật ra là người sinh vào mùa thu và mùa đông thì nuôi mèo, nuôi chó đều ok. Hello Kitty cũng là mèo, mèo mái Doraemon cũng là mèo, thỏ là mèo, hổ là mèo. Thì bây giờ nó cũng tương tự như con chó thôi, nó cũng phân ra cái màu sắc. Mèo màu vàng là nhiều mộc hỏa, mèo thì nó không có màu xanh lá. Trong đây có một cái mẹo nữa, có nghĩa là mèo nó mọc vậy cái thảm cho con mèo nằm nó màu gì. Cái mèo là mọc thì cái thảm màu đen, màu xanh dương là thủy sinh mộc, hoặc là xanh lá là mộc với mộc cũng ok. Còn nếu mà màu đỏ thì hỏa nó tiết mộc mất tiêu rồi, còn màu trắng xám thì kim nó khắc mộc. Đây là cái mẹo thôi chứ thật ra không ảnh hưởng nhiều. Nó còn xung đồ đạc xung quanh của mình ở đó nữa. Nuôi cá tăng vận thủy. Cá dĩ nhiên là thủy rồi. Hồ thủy sinh là cái gì? Hồ thủy sinh thuộc cái gì? Thủy mộc, đúng rồi. Có hỏa trong đó không? Đúng rồi. 70% là thủy rồi, 20% là mộc, còn lại 10% là mấy cái máy móc gì đó, nhưng mà thủy nó vẫn chiếm nhiều nhất. Thì ai cần thủy mộc thì chơi thủy sinh. Nuôi cá thì trong đây có một cái phương thức là bội số là 9. 8 con cá đỏ, 1 con cá đen, tranh củ ngư, hoặc là tranh 18 con cá, nó cũng đại diện cho đó, nó nhân bội số của 9 lên. Con cá nó màu gì nó cũng thuộc một cái ngũ hành liên đới đến màu sắc về phong thủy, nhưng bản thân nó là cá, nó là thủy rồi. Đúng ra là 8 con đỏ 1 con đen. Ai cần thủy thì nuôi cá, ăn thủy hải sản, uống bia là thủy. Nhưng mà có những có con động vật á, là ví dụ gà là kim đi, nhưng mà vịt với ngỗng và cua là thuộc mộc. Vịt là mộc nha. Thì tóm tắt lại là động vật cánh cứng họ giáp là thuộc mộc, những con nào mà cánh cứng nó là mộc. Ăn gì thì ăn, nên ăn thịt bò, thịt bò là tiền. Nuôi cá để chiêu tài thì ở đây thì thủy thì nên để thấp, không nên để cao. Thấp có nghĩa là từ cái bàn đổ xuống thôi, không nên để cao. Mà trong các trường hợp nếu mà tìm ra được cái phương vị mà cần thủy, đặt thủy vô thì đó là cái tài lộc trong nhà khá là tốt, tìm theo năm vẫn được. Nếu mà không dùng cái hồ cá thì dùng cái thác phong thủy, hoặc là cái bức tranh cá, hoặc là bức tranh sông nước. Sông nước thì nước cũng nên chảy vào nhà, không nên chảy ra ngoài đường. Cứ quy định là con hiền là quay đầu vô, con dữ quay đầu ra. Thủy kích tài là cần nước sạch chuyển động, không cần cá. Có cá thì nó sinh động hơn. Đừng nuôi cá giả, đừng để hoa giả, không nên xài đồ giả. Mấy bài sau là xem ngũ hành để sinh con, rồi vị trí văn xương. Ủa, xem ngũ hành để sinh con mình học chưa? Ok, có ai muốn sinh con không? Con trai thì
dọn sạch sẽ hướng đông, con gái thì hướng đông nam. Đó, xem cái bài 70, đọc trước cái bài 70 đi là hiểu được một phần. Hướng đông đại diện cho con trai lớn, thì mình làm sạch sẽ hướng đông và mình bài trí cây vào hướng đông, hoặc là một cái bức tranh em bé trai vào hướng đông. Con cái một phần ảnh hưởng bởi lá số, cái bát tự sinh thần của hai vợ chồng, và ảnh hưởng lớn bởi ngôi nhà, phong thủy ngôi nhà và những người đang sống. Ví dụ là hai vợ chồng mới cưới sống với cùng bố mẹ mà bố mẹ khó tính quá, ảnh hưởng đến tâm lý cũng ảnh hưởng đến con. Mất hướng đông là đại diện cho không có con trai lớn, hoặc là con trai lớn không có ở nhà, hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc là khó có con trai lớn, khó có con trai. Đó, khuyết hướng đông. Thì nhà tốt là nhà nên vuông vắn. Củ cung phi tinh ứng dụng được chưa? Hiểu không? Lần trước hiểu cái củ cung phi tinh không? Củ cung phi tinh thì không có khó, nhưng mà tự mình quan sát lại, mình ứng dụng trong ngôi nhà của mình. Quan trọng nhất vẫn là môn chủ táo. Quan trọng nhất là cái cửa khí. Coi lại cái cửa khí, kế đến là coi lại cái phòng ngủ và coi lại cái bếp. Và cái đó. Còn nếu mà mình xuống giường hướng nào, mình ngủ hướng nào, mỗi ngày mình xuống giường rồi mình mặc đồ gì, đó là một cái phần vận trình của mình trong ngày. Đọc kinh là cái gì? Đọc kinh giúp tâm của mình an hơn. Nếu mà cái thời khắc đó cùng có người đọc kinh luôn là cái sức cộng hưởng nó lớn hơn. Nhưng mà đọc kinh phải hiểu, hiểu cái ý nghĩa thì cái sự ứng nghiệm nó cao hơn. Còn đọc mà không hiểu là hầu như sự ứng nghiệm nó rất là thấp. Phải hiểu Bát Nhã Tâm Kinh dễ đọc hơn. Bát Nhã Tâm Kinh, cái quyển này anh có dịch ra luôn để anh gửi cái file PDF và tự in ra. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, có nghĩa là mình phải quán mình như là người Bồ Tát. Mình có một cái tâm từ bi. Mình phải hiểu được cái tự chữ Hán Việt á, nó như thế nào, mà lúc mình đọc thì mình quán mình vào. Hoặc là không cần đọc thường xuyên, mỗi tối ngồi thiền xong cầu nguyện vài câu rồi đọc cái câu cuối Yết đế ba la tăng Yết đế bồ đề tát bà ha, thì cái câu đó nó đại tạm hiểu như là đã qua rồi, đã giác ngộ rồi. Thì vận trình muốn nhanh hơn, sáng cầu nguyện, tối ngồi thiền. Ngồi thiền là cho tâm mình nó tĩnh hơn. Đọc hiểu là tốt nhất, không như gần hết. Đọc hiểu trước đi. Muốn dễ thuộc nhất có cái bản Hán Việt